Chị Tâm ơi, trái đâu vậy để biết em xịt chị Tâm ơi. Trái đâu vậy? Trời đất ơi. Cái bài người ta hết từ đời rồi. Anh ra đây. Sao? Để em. Bây giờ đi chưa? Thôi trời ơi. Vậy là đâu có lửa thiệt đâu phải không? Tại tôi nhớ trong cái bài này đốt cái đàn làm dữ lắm. Anh ơi, có ai nói mấy ảnh đừng xịt nữa không? Đâu rồi mấy ảnh ngừng xịt rồi vậy? Dạ. Nói nghe nè. Vừa rồi là một cái bài hát rất cảm xúc phải không? Mà cảm xúc mình nó vui dữ lắm Phương. Chưa bao giờ tôi nghe một cái bài hát chia tay mà nó vui dữ vậy. Khi Khương Ngọc vừa mới xuất hiện thôi thì tôi chúc mừng bạn nha, bạn giống con Maya lắm. Bà đi bà lướt phớt vậy nè. Bà ngồi xuống rồi bà cũng ngước mặt lên bà nhìn trời. Có người đàn bà nào mà con chuột bự dữ vậy không? Bỏ là vừa được kiếm. Em làm ảo thuật trên sân khấu mà tóc ngắn thành tóc dài vậy mà anh không chịu nói. Cái vấn đề đó không ai để ý hết trơn, người ta chỉ để ý tới cơ bắp của chế à. Và bây giờ thì chúng ta hãy nghe ban giám khảo nhận xét về cái phiên bản này của Mỹ Tâm xem như thế nào. Thấy anh Hoài Linh là bò lăn ra mà cười rồi đó. Anh Linh nghĩ sao ạ? Tôi nghe trong cái bài hát gì à, em không tin anh, tôi nói thiệt thử tôi cũng không tin luôn á. Trời ơi, tôi thấy tôi bắt mệt là từ cái chỗ đó bước tới cái đường là tôi mệt rồi. Mỹ Tâm là có cái biệt danh là quả mi, đúng không? Quả mi tóc nâu á. Quả mi là nó nhốt trong lòng son để nó hót. Trong này nó bước ra nó như con bìm bịp vậy đó. Mà sắp sửa được ngâm thuốc mà để bóp chặt á. Trời ơi anh ơi. Cơ bắp đồ lớn. Anh phải thông cảm với em chứ bây giờ em giấu cơ bắp ở cái chỗ nào đây anh ơi. Còn về cái phần mà cao trào thì thiệt sự là bạn đã gây một cái hiệu ứng kinh khủng đối với khán giả.
Tôi nói tôi chưa có thấy một người nữ nào mà buồn bã mà cắt tóc mà ghê gớm như bạn. Chạc, chạc. Em làm thấy ghê. Nói chung là cái phiên bản này nó không phải lỗi thường mà nó lỗi ghê lắm. Dạ xin mời giám khảo Mỹ Linh ạ. Tôi thấy rằng là anh là một người rất là duyên dáng và hài hước, hóm hỉnh. Anh mang cho chúng tôi hết niềm vui này đến niềm vui khác, là hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tức là anh chàng luôn có những điều bí mật đấy, để mang cho mọi người. Tuần nào tôi cũng sẽ đợi để xem tiết mục của bạn. Trời, chết rồi. Chết rồi. Đây là lời khen nhưng mà cũng là áp lực dành cho Phương Ngọc. Lực rồi. Xin cảm ơn giám khảo Mỹ Linh. Và giám khảo Đức Huy thì sao ạ? Khi xem tiết mục này thì Đại Nghĩa thấy rằng anh cũng cười rất là nhiều. Khi mà bạn bắt đầu bạn bước lên sân khấu thì hình như là cái hào quang của bạn nó bắt đầu nó tỏa ra. Và mặc dù là hôm nay bạn rất là xuề xòa, xấu xí, thế nhưng mà bạn làm tất cả mọi người đều xôn xao. Và cái duyên dáng của bạn thì không có thể nào mà chối cãi được. Xin chúc mừng bạn. Xin cảm ơn giám khảo. Quý vị khán giả, nếu yêu mến phần trình diễn này, yêu mến cái phiên bản Mỹ Tâm mà con chuột bự như con mèo này, thì hãy bình chọn cho anh ấy bằng cách soạn tin nhắn GM khoảng trống, mã số là 06, gửi về tổng đài 6370. Chúc mừng Khương Ngọc. Về cái cảm ơn gửi chị Mỹ Tâm đi nha. Dạ, em bay về đây. Thưa quý vị, chúng ta còn một thí sinh nữa trong đêm nay, đó là nữ ca sĩ Ái Phương. Tuần trước đã là một thử thách khi hóa thân thành Beyoncé, và tuần này sẽ lại là một thử thách khó hơn nữa khi cô ấy phải hóa thân thành ca sĩ Nguyễn Hưng. Vậy thì chúng ta hãy cùng xem cô ấy làm điều đó như thế nào.